Đáng chết. Nếu anh muốn cứu mạng con trai của anh thì phải nghe lời của tôi. Làm sao anh dám dùng mạng sống của con trai tôi để lấy những gì mà anh muốn từ tôi chứ? Chibat, tôi đi khắp thế giới để tìm anh. Và giờ tôi đã tìm được anh, tôi sẽ báo thù. Chibat, đừng lo. Tôi đâu có lo. Nghe đây, tôi có một ý rất hay. Chúng ta sẽ trao đổi con trai của nhau. Tôi sẽ trao cho anh con trai tôi, và anh cho tôi quyền giám hộ con trai anh. Để khi chúng lớn lên, chúng sẽ học được tổng hợp hai kỹ thuật mạnh nhất. Khi thời cơ đến, con trai chúng ta sẽ trở nên bất khả chiến bại. Tốt. Nhưng chúng ta hãy nhớ phải giữ kín bí mật này. Bộ phim Thiếu Lâm Cuồng Nộ. A Di Đà Phật, tại sao anh lại tới đây? Tôi muốn đến chùa. Chùa là khu vực cấm, không ai được đi tới đó. Nhưng tôi đã đi nhiều dặm đường để tới đây rồi. Tại sao tới được chùa lại quan trọng đến vậy? Tôi tới đây để gặp Thánh Tăng ở quý chùa. A Di Đà Phật, tôi e rằng tôi cần biết tên của anh. Tôi tên là Sibat. Vậy anh là Sibat nổi tiếng rồi. Tôi đã nghe tên anh nhiều lần. Anh là một võ sư nổi tiếng. Cảm ơn. Bây giờ hãy dẫn đường cho tôi. Nhưng tôi e rằng Thánh Tăng không còn ở chỗ chúng tôi nữa. Vậy sao? Ý anh là ông ấy đã chết? Chúng tôi có một thỏa thuận quan trọng. Ông ấy hứa với tôi
là sẽ đấu võ giữa Thiếu Lâm và Long Quyền. Anh Park, hãy quên những gì ông ấy nói đi. Tôi e rằng sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tỷ thí giữa Thiếu Lâm và Long Quyền là chuyện không thể. Ý anh là gì? Anh nghĩ tôi không thể sao? Nếu anh tự tin về bản thân như vậy, tại sao không thử đánh bại tất cả chúng tôi cùng một lúc? Tôi rất hân hạnh khi được giao đấu với các môn đệ. Bắt đầu đi. Cảm ơn vì sự tử tế của mọi người. Nhưng cuộc thi thí hôm nay không thể chứng tỏ được điều gì. Tôi vẫn chưa gặp được người mạnh nhất Thiếu Lâm. A-di-đà Phật. Thưa thầy, lý do cậu tới đây đêm nay là gì? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có thể vào được không? Vào đi, vào đi. Mời ngồi. Wang Wu, chắc hẳn cậu tới theo lệnh của ông Khan. Dân thưa thầy. Nhà Khan rất hồi hộp, không biết bao giờ mới có thể xâm chiếm được toàn bộ lãnh thổ. Thầy thấy thế nào? Thời điểm hiện tại là không phù hợp. Thế thì thầy có thể giải thích lý do cho tôi được không? Chùa Thiếu Lâm, có chuyện gì vậy? Chúng ta phải triệt tiêu tất cả các võ sư trước khi ta có thể xử lý bọn chúng một cách dễ dàng, trừ chùa Thiếu Lâm. Đội Thiếu Lâm là đội mạnh nhất. Kỹ thuật của chúng là bất khả chiến bại. Chúng có nhiều đòn, mỗi đòn đều rất hiểm. Nhưng mà ta tin bọn chúng cũng phải có điểm yếu. Chắc chắn phải có cách. Nhưng giờ ta đã tìm kiếm điểm yếu của chúng nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra. Chính vì vậy, cậu phải tìm ra cách.
Vậy thầy muốn biết bí mật của bọn họ. Tôi có thể làm gì để giúp thầy được không? Cảm ơn vì lời đề nghị đó. Ta sẽ nói với cậu một chuyện. Tất cả kỹ thuật của họ đều được viết trong một quyển bí kíp. Giờ ta muốn có quyển bí kíp đó. Khi mà ta có quyển bí kíp đó, ta sẽ có chìa khóa để tìm hiểu kỹ thuật cũng như điểm yếu của bọn chúng. Rồi ta sẽ tìm được cách để đánh bại chùa Thiếu Lâm. Hãy cố gắng hết sức để lấy quyển bí kíp đó từ thư viện của bọn chúng. A Dũng, A Dũng, lắm A Dũng. Thưa thầy, con hãy nghe ta. Giờ con đã 7 tuổi, đã tới lúc học võ rồi. Ý thầy là thầy sẽ dạy các kỹ thuật cho con à? Nhưng hãy nhớ là sau khi con học kỹ thuật của ta, con vẫn chưa phải là võ sư giỏi nhất. Con vẫn phải học võ Thiếu Lâm. Ý thầy là phái Thiếu Lâm mạnh hơn các thế võ của thầy sao? Ta không thể nói môn phái nào tốt hơn. Tốt nhất là con cứ học và tự mình đánh giá. Con hiểu ý của thầy rồi ạ. Khi nào con có thể bắt đầu học võ đây? Chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Ai đó? Anh bạn, anh sao rồi? Anh cảm thấy thế nào? Anh ta chết rồi. Đây là ai chứ? Tại sao anh ta lại tới đây? Anh Park. A-di-đà Phật. Chắc hẳn thầy là sư thầy đáng kính của chùa Thiếu Lâm. Rất vui được gặp thầy. Ta phải đi tìm anh. Đây là lần đầu tiên ta rời chùa sau 7 năm. Tôi có thể làm gì thưa thầy? Đây là tài sản của chùa Thiếu Lâm, và nó chứa bí kíp của chúng tôi. Xin hãy trả lại. Ý thầy là gì? Người đàn ông nằm chết ở kia là thủ thư của ta, và anh ta đã ăn trộm một quyển sách. Quyển sách đó là tài sản của chúng tôi. Vì vậy làm ơn hãy trả lại. Im đi. Tôi không có liên quan gì tới người đàn ông này, và tôi không biết sách của thầy ở đâu cả. A-di-đà Phật. Thiếu Lâm thập bát trưởng, bắt lấy anh ta. Anh Bát, anh rất giỏi.
Cảm ơn thầy. Liệu anh có coi một lão già như ta là đối thủ không? Để ta thử đấu với anh. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy. Tốt lắm, bí kíp của chùa Thiếu Lâm đã nằm trong tay ta. Thiếu Lâm sẽ sớm kết thúc thôi. Vậy tiền công của tôi đâu? Chắc chắn rồi. Cậu làm tốt lắm. Không cần phải lo đâu. Đồ phản bội, cậu sẽ được phần thưởng đặc biệt. Con sẽ không được vào chùa Thiếu Lâm đâu. Về nhà đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa. A-di-đà-phật. Ta không phải là người máu lạnh. Ta không thể bỏ rơi cậu bé này được. Giờ hãy nghe theo chỉ dẫn của ta. Con có thể vào chùa. Tốt quá. Tốt. Trước tiên con phải cắt tóc đã. Con sẽ cắt tóc. Con sẽ trở thành đầu bếp của chùa Thiếu Lâm. Con sẽ sống ở trong bếp. Con sẽ không được đi đâu cả. Con hứa. Thank you.
Dừng lại. Chi Lân, hãy tới phòng ta. Vài ngày nữa, ông Tai San sẽ tới đây. Ông ấy là người quan trọng và đáng kính trong gia đình chúng ta. Ông Tai San đáng kính tới đây, có chuyện gì không? Đúng rồi. Khi cần đưa ra quyết định quan trọng, ông Tai San sẽ được đề nghị làm chủ tọa buổi họp đó. Con có thể được biết buổi họp đó là về cái gì không? Chúng ta sẽ phải chọn người thừa kế Ưng Trảo Quyền. Và người này phải có kỹ thuật xuất sắc nhất. Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh Kang chắc là người phù hợp rồi. Không phải anh ta. Đó là con. Cái gì? Có đúng vậy không? Cảm ơn thầy. Nhưng có chuyện này, con sợ là con không nhận trách nhiệm này được. Lúc này ta không thể nói được. Nhưng đó là quyết định của ta. Từ hôm nay, ta sẽ dạy con kỹ năng tốt nhất của Ưng Quyền. Cảm ơn lòng tốt của thầy. Đừng nói nữa. Hãy cố gắng hết sức và học nha.
A Dũng, gì thế? Cậu đang làm gì? Cậu có biết tại sao thầy không dạy cậu và lúc nào cũng giữ cậu trong bếp không? Bởi vì cậu rất chậm. Thế cậu đã học được gì rồi? Phật gia quyền, độc cước, vô ảnh kiếm, vô hình côn. Dừng lại, dừng lại. Nhưng cậu đã học được cách làm việc ở đây chưa? Ở đây sao? Nghiêm túc đi. Nấu cơm, chuẩn bị rau. Cứu tôi, cứu tôi. Tôi bị cháy rồi. Giờ thấy thế nào? Các con đang làm gì vậy? Đừng đánh nhau nữa. Con đang gây chuyện đấy. Đó là do cậu ấy tới đây và làm phiền con. Ai cho phép con xuống đây chứ? Ra khỏi đây ngay. Vâng ạ. Thưa thầy, khi nào thì người dạy con võ thiếu lâm đây ạ? Con không học được gì ở đây cả. Vừa rồi ai đã thắng chứ? Con gặp may, cậu ấy thua à? Chính xác. Con đã đánh bại người có nhiều kỹ năng hơn mình. Biết tại sao không? Làm việc ở bếp, rèn luyện kỹ năng thiếu lâm. Kiểm soát lửa giúp con học Phật gia quyền. Gánh nước giúp con học cách cân bằng. Dao phay dạy con cách dùng dao. Khi con khều lửa, con học cách dùng gậy. Rửa bát giúp con học cách dùng lưỡi dao. Giờ thì con đã hiểu tại sao con đánh bại anh ta rồi chứ? Vâng, con đã hiểu. Con đã thành công trong việc sử dụng nhuần nhuyễn những kỹ thuật căn bản của công phu thiếu lâm. Giờ con phải học kỹ thuật nâng cao. Thầy Dương, ta rất vui khi thấy thầy của Ưng Quyền trông vẫn khỏe mạnh như vậy đấy. Cảm ơn vì lời khen của thầy. Xin mời vào và mời ngồi. Nhân tiện ta muốn hỏi, ông đã chọn học trò giỏi nhất, người thừa kế Ưng Quyền rồi sao? Đúng vậy, tôi có thể giới thiệu đệ tử giỏi nhất của tôi. Hy vọng ông chọn đúng người. Ai vậy chứ? Park Ji-lân. Hãy đến đây và gặp ông Tyson nào. Vâng. Cậu ta là đệ tử người nhà chúng ta đúng không? Không. Nhưng tôi đã nuôi dạy cậu ấy. Thật là kỳ quặc. Ta không thể chấp nhận. Nhưng mà thậm chí còn không nói cho ta biết lý do. Thầy Wong, ông đã quên gia quy rồi sao? Thưa thầy, người thanh niên này rất phù hợp để đứng đầu môn phái của chúng ta. Tôi sẽ trình bày lý do sau. Im mồm. Vì hắn ta là người ngoài, ta sẽ không bao giờ chấp nhận.
Thưa thầy, tại sao thầy chưa đi ngủ? Ta muốn nói chuyện với con. Đi theo ta. Thưa thầy, con vẫn chưa hiểu. Tại sao thầy cứ cương quyết muốn con thừa kế ưng quyền chứ? Bởi đó là lời hứa giữa ta và cha con 20 năm trước. Thưa thầy, con nghĩ thầy vẫn giữ được lời hứa, kể cả khi con không phải là người đứng đầu môn phái. Chi lần, ta sẽ kể mọi chuyện với con. Ta cũng có một đứa con trai giống con vậy. Nó sống với cha của con. 20 năm trước, cha con và ta đã đổi con trai yêu quý của mình với nhau bởi vì giấc mơ của chúng ta. Chúng ta muốn tạo ra một môn phái mạnh nhất kết hợp giữa long quyền của cha con và bí quyết của ưng quyền. Giờ con đã là người đứng đầu môn phái, ta quyết định sẽ nói cho con biết. Quan Ba San đã tráo gia quy. Hắn là kẻ phản bội. Thưa thầy, phản bội nghĩa là chết. Đừng vội. Việc đầu tiên phải làm là trừ khử Bát Chi Lần. Thầy tìm con sao? Hãy lại đây, ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với con. Từ nay trở đi, con sẽ tới đây và làm người hầu hạ ta. Ý thầy là con không cần vào bếp và nấu ăn cho bọn họ nữa sao? Đó là chuyện của bọn họ. Nhiệm vụ của con là phục vụ ta. Con có hiểu không? Con có nghĩ chúng ta sẽ gặp hắn ở đây không? Chắc chắn rồi, thầy đã nói hắn ta sẽ đi đường này. Hắn kia kìa. Đáng chết. Bỏ đi mà. Thế là đủ rồi. Hãy để tôi yên đi. Cậu sẽ trả tôi chứ. Tôi cảnh cáo cậu. Đừng làm tôi bực mình đấy. Thế tại sao cậu không trả cho tôi sau khi xong việc? Hai người làm gì vậy? Anh cứ lo việc của mình đi. Trừ khi anh muốn gặp rắc rối. Tôi không muốn. Giờ thì anh muốn đánh nhau sao? Anh là ai chứ? Tôi không muốn. Anh có biết tại sao chúng tôi ở đây không? Để giết anh đấy. Lý do là gì? Có người trả tiền để chúng tôi giết anh. Và thế đấy. Có ổn không vậy? Tôi ổn, không có gì cả. Đúng là đáng chết. Ha!
thế bọn ngựa say. Hãy cầu nguyện đi. Đồ bọn ngựa chết. Thế đại bàng bay. A Di Đà Phật, không được lang thang ở khu vực này. Giờ là lúc để con biết sự thật. Hãy tìm ra bằng cách theo hai vị sư đi lên đồi. Thank you.
Người lạ trong hang là ai vậy? Cậu không phải là một trong hai vị sư đó. Ta có thể thấy sự khác biệt mà. Tôi là đầu bếp của chùa Tiếu Lâm. Tôi tên là Quang Dũng. Quang Dũng, đó có phải là tên thật của cậu không? Vâng. Hãy trả lời ta, ai đặt cho cậu cái tên đó? Tôi không biết chắc nữa. Thầy của tôi gọi tôi như vậy khi tôi còn nhỏ. Tên ông ấy là Bác Sĩ Bát. Ta nghĩ trời Phật đã thương xót ta. Trong 20 năm qua, ta chỉ cầu nguyện cho một người. Học trò của ta giờ đứng trước mặt ta. Ý ông là, ông chính là Bác Sĩ Bát. Con không nhận ra ta sao? Ta là Bác Sĩ Bát, thầy của con đây. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Dũng, hãy nhìn rõ ta. Xin hãy tha thứ lỗi cho con. Con không thể nhận ra người. Cậu bé, con đã ở đâu trong suốt những năm qua? Thưa thầy, con đã tìm thầy mãi. Giờ con đã tìm ra thầy rồi. Thầy ơi, con sẽ cắt xích cho người. Quá muộn rồi. Ta rất tiếc, ta không thể dạy con. Ta đã không giữ lời hứa với cha con. Thầy ơi, không phải vậy đâu. Con đã học được võ thuật tại chùa Thiếu Lâm. Thật vậy sao? Con phải học vô ảnh quyết và kết hợp với các chiêu thức của ta. Đây là bí quyết Long Quyền. Hãy tự học đi. Thưa thầy, hãy để con đi và hỏi liệu ông ấy có thả cho thầy đi không. Vô dụng thôi. Từ khi một ngày nào đó ta chứng minh ta vô tội, còn không ông ấy sẽ không thả ta đi. Thưa thầy, con nghĩ con có thể tìm ra bí kíp Thiếu Lâm hiện đang ở đâu. Con có chắc không? Hãy nói cho ta biết tại sao con lại thấy chắc chắn như vậy. Thầy hãy kể con nghe về bí kíp này đi. Theo lời thánh nhân đã dạy, bí kíp gồm 72 chiêu thức võ lâm. Tất cả các chiêu thức đều rất mạnh. Chiêu thức mà con chắc chắn phải học là vô ảnh quyền của Thiếu Lâm. Không, thầy ơi, trước khi con học vô ảnh quyền, con sẽ thả tự do cho thầy. Ta đã nằm đây suốt 20 năm. 10 năm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Con phải học vô ảnh quyền.
Xin lỗi đã làm phiền anh. Cô là ai vậy? Tôi sống ở ngôi làng dưới chân đồi. Hãy cho tôi biết tại sao cô lại tới đây. Ông Dương nhờ tôi mang bữa trưa lên đây cho anh. Thật vậy sao? Đúng vậy. Cảm ơn cô nhiều. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy nói gì với con đi. Thầy ơi, thưa thầy, con thề rằng con sẽ báo thù cho người và chứng minh người vô tội. Dừng lại. Con không thể trả thù cho cái chết của thầy con đâu. Quay lại đi. Thầy biết con cảm thấy thế nào mà. Hãy để con đi. Hãy trở lại sau khi con nhuần nhuyễn vô ảnh quyền và long quyền. Nếu không, con sẽ không bao giờ đánh bại được họ. Hãy giữ mạng để báo thù. Và hãy đi tìm cha con. Tên ông ấy là Quan Ba San. Con cũng có thể học được nhiều từ ông ấy đấy. Thưa thầy, con đã trở lại. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, người đã giết thầy ta. Ta phải giết cậu, đồ phản bội. Giết hắn. Giữ hắn lại. Nếu cậu thông minh thì hãy lo chuyện của mình đi. A Di Đà Phật.
Anh ta bị thương rồi. Hãy để anh ấy đi đi. Ý ngươi là gì? Ta sẽ giết cả ngươi. Đi thôi. Rất vui được gặp cậu một lần nữa. Có phải hắn ta là nhà sư đó không? Đúng, hắn là người đã giúp đỡ cho Di Lân trốn thoát. Có phải cậu đã giúp tên phản bội gia đình đó không? Như vậy không công bằng. Nhiều người đánh một người, nên tôi đã giúp anh ta một tay. Im mồm. Cậu là ai? Tôi là Quang Dũng. Còn ông là ai? Tôi là người đứng đầu ở đây. Tôi đến đây để gặp cha mình, Quan Ba San. Tôi rất vui được gặp ông. Vậy cậu là con trai của ông Quan? Đúng. Tôi đã bỏ đi và học ở chùa Thiếu Lâm. Cậu có biết là cậu vừa giúp kẻ đã sát hại cha mình không? Cha tôi chết rồi sao? Và tôi vừa giúp kẻ đã giết cha mình. Mọi người hãy nghe đây. Hãy tìm tên phản bội. Chờ đã. Hãy để tôi giải quyết vụ này. Lý do là gì? Gã khốn đó đã giết cha tôi. Tôi sẽ tự báo thù. Nếu cậu đã tự quyết định vậy thì cứ vậy đi. Vâng. Anh cảm thấy thế nào? Khá hơn nhiều rồi. Này, cậu không cần phải vội. Cứ nói với bọn họ sự thật đi. Ngay khi cậu thấy ổn hơn. Chi Lân, tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại nghĩ cậu giết người chứ. Đó là một cái bẫy. Tôi phải rời đi ngay lập tức. Không phải bây giờ. Đừng lo. Tôi không muốn gây rắc rối cho mọi người. Được rồi, tôi có ý này. Cậu ở đây sẽ không sao đâu. Tôi sẽ để con bé ở lại chăm sóc cho cậu. Tôi sẽ ổn thôi. Đừng lo. Hãy thư giãn đi. Được rồi. Tạm biệt. A Mây, cảm ơn cô. Không có gì.
Cảm ơn. Giờ anh cứ nghỉ ngơi đi, rồi còn chuẩn bị tập võ trở lại. Anh phải chứng minh là mình vô tội. Tôi hy vọng là vậy. Amay. Cảm ơn cô vì đã đối xử rất tốt với tôi. Cái gì? Quang Dũng đã thành thạo vô ảnh quyền của Thiếu Lâm sao? Đúng vậy. Vậy thì to chuyện rồi. Nếu hắn ta biết sự thật thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối đấy. A-di-đà Phật. Thầy chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ chấp thuận lời đề nghị của chúng tôi. Ta hiểu. Giờ thì Wan Basan và Bác Sĩ Bát đã chết, không ai có thể chống lại chúng ta, trừ chùa Thiếu Lâm. Nhưng Sư Can là anh trai ta, ít nhất là chúng ta cũng có thể hợp tác. Sớm muộn thì vùng đất này cũng sẽ thuộc về ta. Vâng, thưa thầy. Xin mời. Chúc một ngày tốt lành. Thầy của chúng tôi muốn gặp anh. Vậy sao? Anh có biết là chuyện gì không? Có thể là liên quan đến chuyện kẻ phản bội và giờ hắn đang ở đâu. Thật sao? Xin mời. Ông muốn gặp tôi sao? Là tôi muốn gặp cậu. Tôi biết cậu đã học được vô ảnh quyền từ Bác Sĩ Bát. Giờ thì quyển bí kíp ở đâu? Cái gì vậy? Nếu cậu có quyển bí kíp, hãy giao nó ra đây. Thầy của tôi không có nó. Nếu Bác Sĩ Bát không ăn cắp quyển bí kíp thì hắn học quyền từ đâu? Là do trụ trì của Thiếu Lâm dạy ông ấy trước khi chết. Giết hắn đi. Bắt lấy hắn. Thank you.
Không có gì cả. Đi xem nào. Không không. Hãy lên đó và giết chết hắn ta. Xin cảm ơn rất nhiều. Đừng cảm ơn tôi. Cậu phải cảm ơn một người khác cơ. Là ai? Anh ta đang tới kìa. Là anh ta sao? Xin dừng lại. Có chuyện gì với anh vậy? Dừng lại đi cô gái. Gã đó đã giết cha tôi. Cái gì cơ? Anh là con trai duy nhất của người thầy đáng kính sao? Đúng vậy. Nếu là như vậy, cha ta cũng là thầy của anh. Anh là con trai của thầy Bác Si Bát sao? Đúng vậy. Tôi tin rằng anh sẽ không giết chết cha tôi đâu. Chắc chắn đó là một cái bẫy. Chi Lân, Quang Dũng, Chi Lân, cha anh đã chết. Anh đã học được vô ảnh quyền chưa? Tôi đã nắm vững rồi. Giờ điều quan trọng nhất là kết hợp nó với Long Quyền. Đó là giấc mơ của cha anh đấy. Tôi chắc là chúng ta sẽ có thể đạt được mục tiêu đó. Cảm ơn vì sự giúp đỡ. Giờ ông ấy hứa sẽ hợp tác với ta rồi.
Chúng ta sẽ sớm thống lĩnh cả đất nước mà thôi. Bây giờ làm ơn hãy đưa lại cho chúng tôi quyển bí kíp. Không có gì. Ta sẽ đưa lại cho thầy của cậu. Xin lỗi, tôi hy vọng ông có thể đưa lại cho chúng tôi ngay. Các người có tin tưởng những gì ta nói không? Ta sẽ đưa lại cho các người sau khi ta tìm ra hai gã đó và giết chết bọn chúng. A-di-đà Phật. Hai người cứ tự nhiên. Quay lại đây. Vâng thưa ngài. Ngài cần gì? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mọi thứ vẫn ổn. Cậu thử đi. Không, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi. Không, không. Tha cho tôi đi mà. Có mai phục. Hãy cho tôi ra ngoài. Cho tôi ra ngoài đi. Đốt đi. Thank you.
Bí kíp Thiếu Lâm. Giờ giấc mơ của anh đã thành hiện thực. Anh đã loại bỏ được mối nhục của Ưng Quyền. Và giờ vẫn còn một điều nữa. Anh cần báo thù cho cha mình. Và rồi anh sẽ kết hợp với người anh em. Kết hợp các kỹ thuật để tạo ra thế võ mạnh nhất. Em sẽ đợi anh. A Mây, anh sẽ quay trở lại. Dừng lại. A-di-đà Phật, hãy giải thích lý do tại sao các cậu lại ở đây. Chúng tôi phải đến để gặp thầy. Thì ra đó là cậu. Cậu chính là đầu bếp của chùa này đúng không? Đúng vậy. Một khi cậu đã rời chùa thì cậu sẽ không thể nào quay lại được. Tôi phải gặp ông ấy tối nay. A-di-đà Phật, nếu cậu chỉ muốn đột nhập bằng vũ lực, Thiếu Lâm Thập Bát Động Dân Trận sẽ là đối thủ của cậu. Được rồi, vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại thôi. Đừng đánh nhau nữa. A-di-đà Phật, tại sao các cậu lại tới đây gây rắc rối chứ? Rắc rối sao? Tôi đến đây để trừ khử kẻ phản bội chùa Thiếu Lâm. Tôi đến để trả thù. A-di-đà Phật, không có kẻ phản bội hay giết người nào trong chùa Thiếu Lâm.
Tôi có bằng chứng để chứng tỏ ông chính là kẻ đó. Bí kíp, tại sao còn lại có nó? Từ anh trai của ông, người đang đợi ông ở dưới địa ngục. Ah!